Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải trình về các vấn đề liên quan đến thị trường vàng. Thời gian gần đây, giá vàng trong nước tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng, đặc biệt là giá vàng SJC. Trong bối cảnh đó, trong các phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu yêu cầu cần có giải pháp quyết liệt trong quản lý, điều hành thị trường vàng. Trước cái bối cảnh đó thì Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng rất là quan tâm và có rất nhiều cái chỉ đạo quyết liệt cả Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ và ngành phải thực hiện chức năng theo quy định tại cái Nghị định 24 và để có thể là thu hẹp cái chênh lệch giá vàng. Trước tình hình đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã thực hiện là tăng cung vàng ra thị trường và thời gian vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước thực hiện đấu thầu, tức là cũng kế thừa cái cách làm từ năm 2013 với kỳ vọng là tăng cung vàng ra thị trường và cái giá sẽ giảm dần. Tuy nhiên là qua 9 phiên đấu thầu thì chúng tôi thấy là cái chênh lệch giá thì giảm không được như kỳ vọng, cho nên chúng tôi đã dừng đấu thầu và chúng tôi đã đánh giá tình hình và tìm ra các cái nguyên nhân và xây dựng một cái phương án mới để bắt đầu triển khai sang trong cái tuần tới để làm sao mà giảm được chênh lệch giá vàng trong thời gian tới và đặc biệt là đi đôi với cái biện pháp minh bạch hóa các cái giao dịch của thị trường vàng. Thế và Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt là các cái bộ ngành phải phối hợp từ tất cả các cái khâu để tăng cường minh bạch các cái giao dịch thị trường vàng và Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định cái đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện về mọi mặt từ hóa đơn chứng từ các cái giao dịch về phòng chống rửa tiền liên quan đến các cái giao dịch về vàng để mà có thể là thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì những cái biến động trên thị trường vàng cũng không ngoại trừ những cái hành vi vi phạm pháp luật. Với những giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện, giá vàng trong nước sẽ có sự điều chỉnh không chênh lệch nhiều so với giá vàng thế giới như trong thời gian gần đây.